Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì theo yêu cầu nhé, mình sẽ cho Nado 2 dòng S đấu với con quay bình thường, nhưng mà phải đổi ngược vòng chiến đấu của nó lại với nhau nha. Ở trong đây mình không có cho Ngọc Băng Sinh Lam S vào nha. Nhầm, Ngọc Băng Sinh Lam vào nha, con nó bị bể vòng chiến đấu rồi. Giờ mình sẽ đổi ngược nha. Ở đây là con quay sau khi hoán đổi nha, trông nó rất rất chi và này là này nọ luôn, trông cũng bá vải mà mạnh trong mình không biết nha. Còn đây là ngược lại, mà con nhà thì đổi xong nhìn nó yếu vải trưởng luôn. Hai con hoàn toàn khác nhau luôn. Và như mình bị lộn cái nắp chiến thần luôn rồi. Và như con này như nó lắp cũng được ấy, lắp vô nó lỏng lỏng. Và đây lắp xong nhìn nó rất hơi bị kỳ. Lộn à, không có. Ở đây là chồng nó nhìn yếu vậy. Hy vọng là lắp như vậy nó sẽ không bị bay cái nắp chiến thần nữa. Không bị bay cái đế quay nữa. Chứ này bị bay đế quay hoài. Nhìn có vẻ mạnh hơn rồi nhưng mà vẫn còn rất yếu nha. Thôi. Mình vừa mới nhận là con này cũng bị bể luôn cái vòng chiến đấu nha. Nó bị nứt à, nứt một đường à. Hai đường à. Thôi mình sẽ không cho đấu nha. Con này mình cho à, nó rút lui. Không cho đấu nha. Đấu nữa là gãy luôn cái vòng chiến đấu, không đùa đâu. Và hôm nay là ngày khai giảng nha, 4:18 sáng dậy sớm, rảnh quá thì mình làm luôn cái video này.
Nhìn nó mạnh không? À, mình đã biến đổi xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ cho đâu? Chuyện đầu tiên mình sẽ cho hai con quay này đấu với nhau nha. Chả biết đặt tên sao nữa. Con quay này nhìn nó trông yếu vãi luôn. À, con quay này thua nha. Nhìn vậy thôi chứ trông nó mạnh vãi luôn ấy. Và tiếp theo mình sẽ cho hai con quay này đấu với nhau nha. Một con thì cháu rất chi là nhỏ nhỏ luôn. Mình sẽ cho một con ra trước thôi nha. Một con ra trước, một con ra sau. Bởi vì mình có đúng một cái tay cầm này thôi. Và cái con quay này thôi nha. Và lần thứ hai cũng quay thì thua, mặc dù rất là mạnh với cái vòng chiến đấu có bốn cái cục nhô ra, nhưng mà vẫn thua cái một cái con quay trông nó yếu hơn rất là nhiều. Đây cao hơn rất là nhiều nhưng vẫn thua. Tiếp theo mình sẽ cho hai con quay này đấu với nhau nha. Thánh Khiên Cực Địa với cái vòng chiến đấu của Thánh Khiên Cực Địa. Và con quay này tạch đầu tiên. À, 4:25 sáng, mình gà nó gáy hoài à. Gáy như một thanh niên nào đó trong giờ kiểm tra. À, tiếp theo là hai con quay này nha. Không biết con quay này còn yếu nữa không, bởi vì nó có một cái lò xo. Chứ con quay này nhìn nó yếu vậy.
Và con quay thì thua rồi. Trận tiếp theo mình sẽ cho hai con quay này đấu với nhau. Tấn công rất là kinh, mặc dù nó rất nhỏ. Và không quay rồi. Và tiếp theo mình sẽ cho hai con quay này đấu nha. Và con quay này tập. Tiếp theo sẽ là hai con quay này. Chán cái bàn này quá. Chưa đánh nắm được gì mà rớt xuống cái khe rồi. À Thái mình tạo ra cái tiếng đúng luôn. Đang 4 giờ sáng. Và con quay này thua nha, mặc dù nó rất mạnh nhưng mà vẫn thua mấy con quay nhỏ hơn. Tiếp theo mình sẽ cho hai con quay này đấu nha.
Và hôm nay video này mình sẽ không chơi đảo ngược vòng chiến đấu nha. Tiếp theo mình cho hai con quay này đấu với nhau nè, hai con quay nhỏ. Và con quay này rớt xuống lỗ rồi, mình sẽ chơi đấu lại nha. Con quay này thua. Tiếp theo mình sẽ cho hai con quay này đấu với nhau. Chữ ngày hòa nha. Tiếp theo mình sẽ cho hai con quay này đấu với nhau. Vậy. Và con quay này thắng. Tiếp theo mình sẽ cho hai con quay này đấu với nhau. Mà không quay này thôi. Tiếp theo sẽ là hai con quay này có cân nặng, có sức nặng, có khối lượng và chiều cao tương đương nhau.
Và con quay này thắng nha, tay nó dừng dừng lâu hơn 1 giây. Tiếp theo mình sẽ cho hai con quay này đấu với nhau. Và không quay này thôi. Tiếp theo mình sẽ cho hai con quay này đâu nha. Và hai con quay này trên vòng chiến đấu đều có vòng nhũ nhiễu, nhũ dẻo nha. Hai con quay này thôi. Tiếp theo mình sẽ cho hai con quay này đấu với nhau nha. Tấn công và phòng thủ. Mình gà gáy ghê quá. Mới 4 giờ sáng mà, 5 giờ sáng thôi. Mình gáy gì đúng rồi. Gáy nhiều ghê. Gáy như một thanh niên nào đó trong giờ thi. Và trận đấu cuối cùng là trận đấu giữa hai con quay này nha. Đấu lại luôn. Và con quay này thôi. Rồi thôi, video của mình đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ thứ hai nhớ like, share và đừng quên nhấn vào nút đăng ký và cái chuông bên cạnh nha.